Hello, xin chào các bạn. Video này sẽ làm về trận đấu tiếp theo của group số 1, đó là giữa hai thương hiệu đến từ nước Ý luôn, đó là Zegna và Versace. Thì trước khi mình vào vấn đề chính á, thì mình có cái này mình chia sẻ cho vui thôi. Thì khi mà mình làm cuộc khảo sát giữa Zegna với lại Versace á, thì có một bạn kia tên là Chí Minh Lưu nói rằng là cái này nó không đồng đều. Thì mình thấy ủa gì kỳ ha. Cả hai nhà này đều là nước hoa designer, chứ đâu phải là một cái là niche, một cái designer đâu. Tại sao lại không đồng đều đó? Thì bây giờ các bạn đi ra đường á, các bạn hỏi 100 người thử coi người ta có biết thương hiệu Versace không, rồi các bạn hỏi là người ta có biết Zegna không, coi coi thương hiệu nào người ta biết nhiều hơn, đúng không? Thì ai cũng biết Versace hết á đó. Thì chỉ có một lý do để giải thích câu nói của bạn Chí Minh Lưu á, là thứ nhất á, là bạn ấy thừa nhận rằng nước hoa của Zegna nó quá hay. Còn cái điều thứ hai á, thì bạn ấy chê nước hoa của nhà Versace quá dở. Đó. Thì chứng tỏ một điều rằng á, là nước hoa Zegna nó, như mình đã nói, là undervalued, nó dưới giá trị thật của nó. Thì nó quá hay đi, nhưng lại ít người biết đến. Nhưng một khi mà xài qua rồi á, thì ai cũng mê hết á. Đó. Ok, thì bây giờ mình quay vào chủ đề chính, nói về trận đấu giữa Zegna và Versace. Trước hết á, thì mình nói về nước hoa Versace á, thì chai nước hoa đầu tiên mà mình sở hữu của nhà Versace á, đó là chai Eros phiên bản EDT. Phải nói là mình mất rất là mê cái thiết kế của cái chai Eros này các bạn. Màu xanh nước biển á, rất là đẹp. Cái mùi hương của nó thì nó tươi mát, nó sảng khoái. Đó, thì khi mà mình xài á, rất là nhiều người khen khi mình sử dụng cái chai này. Mình còn nhớ như in á, là vào khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2017 á. Xin lỗi các bạn. Trước khi mà mình mua Zegna Florentine Iris á, thì mình có mua Versace Eros phiên bản EDT. Thì mình xịt cái chai này đi làm á, thì lúc mới vừa bước vào phòng ăn á, thì cái cánh cửa sắt nó đóng lại. Thì có một cái cô kia, cô đang đứng pha cà phê buổi sáng, mà cô nói, cô cách mình khoảng chừng 4 mét đó các bạn, mà cánh cửa nó thổi cái mùi hương nó tới, cô nói là "Oh, you smell good." Đó, cô nói vậy đó. Thì nói chung là mình rất là thích cái Versace Eros phiên bản EDT này. Cái mùi hương nó mát lạnh, mà khi mà vào những ngày trời mùa thu mùa đông á, nó lạnh lạnh rồi các bạn xịt cho nó lạnh, nó mát, nó phê lắm các bạn, nó cảm giác nó tê lắm đó. Thì còn nước hoa nữ á, thì mình chỉ biết mỗi có chai Pride Crystal với lại Pride Crystal Absolute thôi. Còn nước hoa nam thì mình có dịp xài nhiều hơn, đó là ví dụ như là Eros nè, rồi Eros Flame là chai màu đỏ, rồi Man U Fresh, rồi Dylan Blue với lại Oud Noir đó. Với thêm một điều này á, thì mình không biết các bạn có biết hay không, thì nếu mà các bạn không biết thì mình nói luôn, thì Versace á, cũng làm một số chai nước hoa thuộc dòng cao cấp có tên gọi là Atelier Versace, nhưng mà nó chỉ bán độc quyền ở các cửa hàng thời trang riêng của Versace thôi. Có nghĩa là các bạn vô mall nhiều khi các bạn kiếm không có, nhưng mà nếu mà các bạn vô mấy cái cửa hàng của Versace á, thì nhiều khi các bạn sẽ thấy đó. Mình cũng đã thử một số chai nước hoa của này khoảng chừng 4-5 chai gì đó, thì trên cơ bản thì cái mùi hương của dòng Atelier này nó chất lượng hơn, tinh dầu của nó cũng đậm đặc hơn, nó tựa tựa giống như là cái bộ sưu tập của Velvet Collection của D&G á, với lại cái bộ Le Jam của Burberry đó. Nói chung cái mùi nó rất là sang. Ok, tiếp theo thì mình nói về Zegna, thì cái bộ sưu tập Essence của ở Zegna thì quá đỉnh rồi đúng không? Không có gì bàn cãi nữa. Nếu mà đem so sánh dòng Essence của Zegna với những chai như Eros, Dylan Blue, Oud Noir thì có thể Essence thắng. Nhưng mà nếu so với bộ sưu tập Atelier của Versace á, thì chưa chắc. Vì Essence nó đơn giản hơn, còn Atelier thì mùi hương của nó chất lượng hơn. Đó. Thì cái khúc này hơi căng rồi đó, tại vì mình cũng thích bộ sưu tập Atelier của Versace, mà đồng thời mình cũng thích dòng Essence của Zegna như các bạn đã biết rồi đó. Thì để mình suy nghĩ một chút ha. Ok, thì nếu mà nói về giá tiền á, thì cái bộ sưu tập Essence này á, nó chỉ bằng 2/3 cái dòng Atelier của Versace thôi.
Thì hiện tại cái dòng XT là nó bán khoảng chừng $330 cho 100ml. Còn Zen nhà thì phiên bản EDT nó hết bán này, bây giờ nó bán EDP thì 100ml cũng khoảng 260, rẻ hơn khoảng $70. Nhưng mà xét về mùi hương á, thì Attilia của Versace nó đậm đặc hơn, nó dày hơn của Zen nhà. Nhưng mà cái dòng Essence của Zen nhà thì nó cũng không có phải dạng vừa đâu. Đó, nó rất là sang, nó rất mùi hương của nó rất là cá tính. Nó không bắt chước, nó không bắt chước bất kỳ cái nhà nước hoa nào khác mà ở trên thị trường các bạn. Cái mùi hương nó rất là có nét riêng. Đó, thì cho nên kết quả của trận đấu này á, thì cá nhân của mình nha, thì mình cho Zen nhà thắng. Thì nhưng mà nếu mà phán Zen nhà thắng á, thì ít ra mình cũng phải giải thích cho các bạn một vài lý do tại sao mà mình cho Zen nhà thắng, đúng không? Phải có lý do thuyết phục, đúng không? Ok, thì lý do của mình là như sau đây. Thì mình chọn Zen nhà là vì đối với mình á, cái mùi hương Zen nhà so với cái giá tiền của Zen nhà là nó đúng với lại cái giá trị thật của nó. Đó, thì hồi xưa mình mua cái chai Fountain Iris á, vào năm 2017 á, thì lúc đó là Zen nhà khoảng chừng $205 cho 125ml. Đó, cái mùi hương nó tuy nó xuất thân từ một cái thương hiệu designer đó, nhưng mà chất lượng mùi hương của nó giống như mình, theo như mình đó nha, mình đánh giá nó là chất lượng niche á. Tuy mà nó rẻ nhưng mà chất lượng của nó không có phải là dạng thường đâu. Rồi thêm một lý do mà mình quyết định chọn Zen nhà á, thì cái này nó liên quan đến cá nhân một chút á, là khi mà mình sử dụng Zen nhà á, thì cái mùi hương của nó giống như là nó hòa quyện với mình vậy đó. Mình có cảm giác cái mùi hương Zen nhà nó giống như là một cái shield các bạn, cái shield là giống như là một cái vòng bảo vệ vậy đó, nó xung quanh các bạn, giống như là một lá chắn bảo vệ vậy đó, là làm cho mình cảm thấy tự tin khi mà bước ra đường. Còn với Attilia của Versace á, thì tôi mình có thích thiệt, nhưng mà khi mình xịt lên á, thì mình cảm giác nó bình thường thôi, nó không có, cái tâm trạng của mình nó không có được đẩy lên cao một cung bậc giống như là Zen nhà đã mang lại cho mình. Cho nên nếu mà mình chọn giữa dòng Essence của Zen nhà và Attilia của Versace á, thì mình sẽ chọn Zen nhà. Cho nên trận đấu này thì Zen nhà mình cộng cho 1 điểm, còn Versace thì 0 điểm. Đó, thì tất cả những điều mình chia sẻ từ nãy đến giờ đều là cảm nhận của cá nhân của mình đó, chứ mình không có khuyên các bạn không nên mua Versace. Mình chỉ nói rằng là mình yêu thích sử dụng nước hoa của Zen nhà hơn là Versace, không có nghĩa là Zen nhà hơn Versace về mọi mặt. Tất cả chỉ là mục đích là vui là chính thôi. Đó, ok. Để kể tức là Zen nhà đã được 2 điểm rồi, thắng nhà Perfume Smiley và Versace rồi. Đó, ok. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.